Xin chào quý vị anh chị bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị và bạn cách lắp sim iPhone 14 Pro Max. Thì một số trường hợp các bạn mua khi mua chung iPhone 14 Pro Max về chúng ta cũng chưa có cái cách để lắp sim đúng cách. Một số bạn lắp sim thì bị gãy sim của chúng ta, rất là đáng tiếc khi chúng ta phải mất rất nhiều công để ra làm lại sim, cũng như một số cái trường hợp sai lầm của chúng ta làm sức máy cũng như là sức sim các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ để quý vị anh chị bạn cách lắp sim cho iPhone 14 Pro Max khi chúng ta mới mua về. Đầu tiên trên cái iPhone 14 Pro Max ấy, thì họ sẽ cấp cho chúng ta một cái thanh như thế này để chúng ta có thể là chọc sim các bạn nhé, chọc khay sim đấy. Thì cái này mua ở ngoài thị trường thì rất là rẻ thôi, nhưng mà hàng chính hãng của Apple thì rất đắt các bạn nhé, rơi vào khoảng mấy chục đô các bạn ạ. Đó, thì đây là chính là cái thanh để chọc sim, và chúng ta cần chuẩn bị một cái sim. Cái sim ở đây là chúng ta dùng cái sim dạng mini các bạn nhé. Nếu mà chúng ta dùng cái dòng sim cũ ngày xưa, sim to ấy, thì chúng ta cần phải đi chuyển đổi sim sang sim mini như thế này, nó bé như thế này. Đó, thì đây chính là cái que chọc sim các bạn nhé. Đó, bây giờ mình để cái sim xuống đây đã. Bây giờ chúng ta sẽ cầm chiếc máy lên, và cái phần chứa sim nó sẽ ở nằm cạnh sườn của chiếc máy iPhone đấy các bạn nhé. Đó, thì đầu tiên chính là cái nút để chúng ta gạt chế độ im lặng hoặc chế độ chuông này. Tiếp tục là cái nút gạt tăng giảm âm lượng, và cuối cùng đây chính là cái khay sim của chúng ta. Thì chúng ta có thể lắp sim ở đây. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là liệu rằng iPhone 14 Pro Max thì lắp được bao nhiêu sim, có phải lắp được hai sim hay là một sim? Đó, thì câu trả lời sẽ rất là sáng tỏ ngay sau đây các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái que này chọc sim, mình cắm thẳng vào này, các bạn cắm vuông góc nhé. Đó, thì cái lẫy nó sẽ tự đẩy cái khay sim ra. Đó, để khay sim ra thì chúng ta sẽ chỉ kiểu việc dùng ngón tay chúng ta sẽ kéo cái khay sim này ra thôi. Đó, mình các bạn kéo nhẹ thôi, kéo nhẹ sẽ được luôn thôi. Đó, thì cái khay sim như thế này. Đó, đây là chiếc khay để chứa cái sim của chúng ta. Ok, mình để cái máy xuống đây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát này, ở trên cái khay sim ấy nó sẽ có tất cả các cái góc cạnh là đều được bo tròn hết, và một các bạn cần lưu ý rằng có một cái đặc điểm mà cái góc vát ấy, các bạn nhìn thấy góc vát chưa? Thì trên cái sim sẽ có một góc vát như thế này. Đó, thì các bạn cần đặt cái góc vát của cái sim và cái khay sim nó chung với nhau thì mới được các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ xoay này, đó, để cái góc vát nó chung với nhau và khớp xuống tạo thành một mặt phẳng. Một số bạn lắp mà bị không trùng ấy thì chúng ta lại mang kéo chúng ta cắt sim đi thì rất là sai lầm nha các bạn nhé. Đó, hoặc là chúng ta cố tình lắp vào nhưng mà nó sẽ bị vênh, bị cong ấy, thì một số trường hợp bị gãy gãy sim hoặc là gãy cái khay sim này rất đáng tiếc các bạn nhé. Chúng ta phải mất công và mất phí để ra địa điểm làm sim, chúng ta làm lại từ đầu rất là mất công và mất mất tiền các bạn nhé. Đó, thì mình cần lưu ý với các bạn là các bạn cần lưu ý rằng chúng ta cần lắp đúng cái chiều và đúng khớp. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sau khi lắp sim và khay sim xong thì chúng ta chỉ việc đưa cái khay sim trở lại vị trí ban đầu thôi. Đó, các bạn lưu ý rằng ở trên cái iPhone sẽ có một cái lỗ như này, thì ở trên cái khay sim có một cái lỗ như này, thì chúng ta đặt cái lỗ đó cùng chiều nhau nhé. Một số các bạn lắp ngược lại thì sẽ không vào được các bạn nhé, sẽ không thể vào được luôn đấy. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ lắp theo đúng chiều thôi. Đó, bây giờ mình đưa thẳng vào. Đó, các bạn ấn nó xuống, tạch một cái, và ok, nó sẽ tạo thành một mặt phẳng như thế này, và nhẵn nhẵn luôn. Đó, thiết kế rất tỉ mỉ của iPhone, nó thiết kế rất là chuẩn các bạn nhé. Đó, bây giờ chúng ta kiểm tra xem ở bên trên iPhone sẽ có sóng chưa nhé, sóng sánh gì chưa. Đây, ok, thì bây giờ mình đã nhìn thấy là cái sóng báo vạch của nhà mạng nhé. Đó, cái vạch sóng đây là cái vạch sóng của điện của sim này, và cái bên nữa là cái sóng của wifi đấy, và bao pin đấy. Ok, thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách lắp sim vào trong iPhone đúng cách, và một số bạn hỏi mình rằng iPhone thì sẽ lắp được mấy sim, thì như bạn có thể thấy rằng các bạn sẽ tự trả lời cho mình câu hỏi này rằng là iPhone có thể lắp được mấy sim rồi. Thì iPhone sẽ lắp được một sim, sim đó chính là sim cứng. Đó, sim gọi là sim vật lý đấy. Sim vừa rồi các bạn chúng ta đã vừa lắp vào đó chính là sim vật lý, và iPhone bây giờ có thể sử dụng thêm một sim nữa, đó là sim phi vật lý, có nghĩa là nó sẽ không ở dạng cứng nữa. Đó, mà nó sẽ ở dạng mã hóa, nó dạng mềm. Thì cái sim phi vật lý mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong video sau, tại vì video này khá là dài rồi. Thì mình sẽ
hướng dẫn các bạn cách lắp eSIM vào trong iPhone ở video sau các bạn nhé. Thì các bạn có thể đăng ký kênh mình để theo dõi video đó. Và các bạn hoàn toàn có thể trả lời rằng iPhone chúng ta bây giờ có thể sử dụng hai SIM, đó chính là một SIM phi vật lý và một SIM vật lý. SIM phi vật lý thì còn chúng ta gọi là SIM phi vật lý, chúng ta sẽ gọi là SIM eSIM các bạn nhé. Đó, đấy là chính là eSIM đấy. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách lắp SIM vào cho iPhone đúng cách, cũng như trả lời cho bạn câu hỏi là iPhone 14 Pro Max thì dùng được mấy SIM. Thì chúng ta có thể dùng được hai SIM, tương đương chúng ta dùng được hai số điện thoại các bạn nhé. Và chúc bạn thành công. Nếu bạn thấy video của mình hữu ích, hãy cho mình một like, một subscribe để giúp mình có thêm động lực để chia sẻ các bạn clip hấp dẫn hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.